giờ cũng chưa tới tối nữa. Anh hẹn em mấy giờ mà giờ này mấy giờ rồi? Trời ơi, một ai nói là em ơi sửa soạn cho đẹp đi, anh dẫn em đi xem cải lương. Anh biết cải lương mở màn mấy giờ không? Mà giờ này anh mới tới hả? Anh còn nói vậy nữa hả? Chứ không phải để chơi với người khác hả? Em không có tin, không có tin.
phần anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh vô chóng gai. Sao giờ anh bối rối để tâm sự riêng mang. Chị mình đi liền đi anh.